Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Đây nè mọi người, Kim có Kim đang ở Hàn Quốc và Kim có cái nón lá nè mọi người. Đi theo chân Kim để nó có cái cây giống như là cây sâm vậy mọi người. Người ta kêu là nang in, nhưng tiếng Hàn Quốc nó là như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó không có đâu, nhưng mà ăn rất là ngon luôn mọi người. Rồi mọi người theo chân Kim đi nha. Ghê chưa mọi người, ở Hàn Quốc mà kiếm được cái nón lá luôn nè. Đẹp ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình đi nha. Nè. Ồ, đây nè mọi người, nó là cái cây gì nè, chỉ có người Hàn Quốc mới biết thôi, chứ người Việt ở Việt Nam mình không có đâu mọi người. Nhưng mà ăn nó rất là ngon luôn. Đó, bây giờ Kim đào nha mọi người. Cái đó nó còn nhỏ quá, bà má nó là không ăn, không có ấy đó. Đó, mọi người mình đào nó lên gì nè. Xong rồi cái mình bứng đó. Ây da, nó cũng cứng lắm nha mọi người. Đó, nó là như vậy nè. Nhưng mà cái ở dưới đây nè, nó giống như cái củ sâm của mình vậy mọi người. Nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Mọi người xem cái củ bự nè mọi người. Đó, nó là như vậy nè. Ăn ngon lắm. Để mình sẽ hỏi lại thử cái này là kêu bằng sao. Đây nè mọi người, cái này nó có bông luôn nè mọi người. Wow, rất là đẹp. Mà ăn cũng rất là ngon nữa. Đó, mình đào xung quanh nó gì nè. Đó, mình đào xung quanh nó gì nè mọi người. Đó, nó lên hết rồi, lúc đó mình mới nhổ nó được. Bibimbap. À, nè. 저녁에 비빔밥. 네. 좋아요. 맛있어요. Bà đang nói là tối nay sẽ làm cái món cơm bibimbap gồm có cái này nè mọi người. Đó nè, cái ồ mà. Nè, cái này nó bự ghê luôn nè mọi người. Khưng gờ. Thua. Rồi đây nè mọi người. Nãy giờ đào được nguyên một đống luôn á. Wow, rất là ngon luôn. Lần này được nhiều hơn lần trước em làm luôn á mọi người. Quá trời ngon. À, có hành nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ lắc cho nó sạch sẽ. Mình lặt cho nó sạch sẽ vậy nè mọi người, rồi mình đem vô nha. Đây, mình sẽ lặt mấy cái dơ ra nha mọi người. Mấy cái bụi đồ ra. Đó, mình lặt cho nó sạch sẽ mọi người. Trời ơi, cái này khô quẹt á mọi người ăn. Trời ơi, bá chế mùi chét luôn. Kim rất là thích ăn luôn. Ông mà ý ghê chín sang kết thúc thế à? Ý ghê chín sầm. Chín sầm? Ờ. Chín sầm? Ờ, kết thúc thế chứ. Anh tục cả thế yếu. Anh kết thúc thế. Ờ, tại vì Kim hỏi là có nó giống cái củ sâm quá. Nhưng mà không phải nha mọi người. Nó không phải là củ sâm nha. Chín sầm chùa hiếu. Nè, chín chùa. Cho mọi người xem nè, thấy không? Rất là to luôn. Lát Kim sẽ cho mọi người xem ầm ma nuôi gà. Trời ơi, ngày nào Kim cũng ra lấy trứng gà hết trơn mọi người. Ngày nào cũng có gà đẻ hết trơn. Ai gương. Shit. Cái con gà nó gái mình, nó lắp cái tiếng của mình luôn. Rồi đây nè mọi người, bây giờ Kim đi lại lấy hột gà. Được 2 trứng.
Đó, mọi người nghe tiếng gà gáy không? Đây, Kim lấy được hai trứng rồi nè mọi người. Rồi, bây giờ đi vô nhà để phụ nhà hàng tiếp tục việc đi vô. Rồi, hồi nãy Kim đi lặt rau rồi, thì bây giờ mình vô mình phụ làm nhà hàng tiếp nha mọi người. Ủa, hai phần hả chị? Đây nè mọi người, bây giờ Kim bỏ hải sản vô nha. Bây giờ mình sẽ lại lấy mì bỏ vô. Mọi người biết lý do sao cái nồi mình lại để ở đây không mọi người? Tại vì mình để lên á để cho nó nóng cái nồi, khi mình bưng ra thì người ta bật lên cho nó nhanh xong. Rồi bây giờ khách đến thì mình bỏ mì vô nha mọi người. Rồi đây nè mọi người, bây giờ có khách đặt 15 phần. Cho nên bây giờ là Kim với lại ông Ma sẽ chuẩn bị mình nấu 15 phần nha mọi người. Cho mình bắt đầu nha mọi người. 4 phần, 15 phần. Ồ, 4 phần. Nhưng bắt thêm một lần nhé. Đó, 15 phần đã chuẩn bị xong nha. Bây giờ chờ cho nó sôi rồi cắt mì bỏ vô nha mọi người. Đó, bà mẹ vĩ đại tự làm luôn. Kim để cho bà làm luôn. Đó, đã lên mấy phần rồi nha mọi người, còn lại 2-3 phần nữa. Đây là sữa đậu nành nè mọi người. Có món bún đậu nành nữa. Rất là ngon luôn. Đó, mình bỏ bún vô. Là hủ tiếu á mọi người, nhưng mà ở bên đây người ta kêu là bún. Rồi xong rồi mình bỏ dưa leo vô. Rồi mình bỏ mè vô. Rất là ngon luôn. Quá là ngon. Đây nè mọi người, Kim sẽ quay lén một chút nha mọi người. Đó, khách rất là đông luôn. Nhưng mà Kim không có thể quay nhiều. Đây nè mọi người, cái rau hồi sáng Kim bứt nè mọi người. Kim đào chứ lộn. Đó, nó xanh luôn. Đó, rồi bây giờ Ma sẽ dắt nước ra nha mọi người. Rồi bỏ qua cái thao bên đây. Rồi mình trộn chút tương nha mọi người, tương ớt. Trời ơi, ngon lắm mọi người. Đây, đây là tương ớt nha.
Rồi mình bỏ thêm hành lá vô nữa nha mọi người. Một lát tí xíu trộn cơm ăn. Rồi đây, mai sẽ bỏ vô một miếng dầu mè với cái tương đó, với lại một miếng bột ngọt, muối, thêm gia vị vô cho đều ăn đó mọi người. Rồi đặng một lát tí xíu mình trộn cơm. Mai là trộn, tuy rằng là trộn bằng tay nhưng mà rất là sạch sẽ rồi nha mọi người. Đây, bà mẹ cho Kim nè mọi người. Đây, Kim mời mọi người nha. Sao em mà ưa giật mình quá dạ nhỏ. Thấy em ưa giật mình ngon quá chị ơi. Cái đắng đó. Quá ngon mọi người. Chị thấy em dễ ăn không chị? Nào chị không kiếp chuyện em, chị buồn chị hen. Quá ngon luôn chị ơi. Miếng ngon luôn, hạt con chị mời đi. Ai cơ. Xanh đen kìa. Giặt một cô. À xí xéo. Quéo. Chá. Chị của em. Giặt tốt cả theo. Ơ, quéo. Ấm à. Cái này là xin mà xìa, xin của em. Cắt cái rau ra rồi mình trộn vô cơm gì nè mọi người. Đó, rồi bây giờ má trộn nha. Rồi đây nè mọi người, bỏ cái tương vô nha mọi người. Tương đỏ vô rồi mình trộn lên. Ăn cơm. Hả? Chúng ta làm đó. Dạ. 아빠 데리고 가라고. 가서 이 하나 줘 아빠 알았지? 네. 아이 맛있어요. 야. 본모의 남도 온다. 하? 본모의 남도. 아니, 아모의 남도. 아이고, 엄마 왜 말해? 아니야, 아니야. 아, 저 있어. 또해. 아모의 남도래. 아, 엄마 알청정이. 아이고, 밥 있어. 아이고. 온라인 농가. 온라인? 어, 엠타이. 농가 농가. 온라인 머이도, 온라인 발모의 보, 발모의 남도, 발모의 본도. 맛있어요. 고운 고운 와. 저는 한국 사람 다 됐습니다. 시급다니까 괜찮죠? 예? 약국 같아요. 괜찮아요? 괜찮아요. 와, 밥 더 줘? 네, 아니야, 많이 아이고 재밌게요. 있잖아. 엄마 괜찮아. 야채 맛있어요 선생님. 머리 모쭈 삼용야오야. 아 그래? 용야 모쭈. 와, 맛있어. 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 와, 맛있
ngon quá. Ngon mọi người, nó giống cái củ sâm. Rồi đây mọi người ơi, Kim đã ăn no rồi. Và bây giờ thì Kim sẽ chuẩn bị mình đi tắm rửa rồi mình thay đồ. Mọi người ơi nhớ nhấn chuông và đăng ký kênh của Kim nha, ủng hộ Kim nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.